thật sự nó rất là thương chồng, rất là hy sinh cho chồng. Có những đôi lúc nó rất là bực mình, nói là thôi bây giờ con bỏ con trai mẹ đi. Nhưng mà nhiều khi cô này cũng tội lắm, cũng nói là thôi con bây giờ chồng con làm cái gì con không quan tâm nữa. Nhưng mà sự hy sinh của cô dâu rất là lớn. Xin mời. Rồi, mời cô ngồi. Chào cô, chào chị. Xin chào MC Quyền Linh, Lê Lộc. Xin chào khán giả. Tôi tên Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai, 48 tuổi. Tôi đến từ Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp là một MC tự do của phòng trà khiêu vũ hát với nhau và tiệc cưới. Và một ca sĩ cũng nghiệp dư là hát cho những chương trình từ thiện. Wow. Vậy trên sân khấu chúng ta là có 3 MC luôn. Mời em. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Lê Lộc. Em tên Nguyễn Ngọc Kim Hoa. Năm nay em 23 tuổi. Em nội trợ làm dâu mẹ được 4 năm. Mẹ chồng lần đầu tiên mà gặp con dâu đó thì cảm nhận như thế nào về con dâu tương lai của mình? Nói chung là vì con dâu tương lai của tôi thì một trường hợp rất là đặc biệt. Vì mình làm về nghệ thuật thì Quyền Linh Lê Lộc cũng biết rồi, là nói chung là buôn bán ngoài đường suốt thôi. Thì thành ra con trai mình thì khi mà đưa cô con dâu về thì lúc đó thì mình cứ nghĩ là bạn bè thôi. Nói chung là không suy nghĩ gì, nó cũng chưa có ấn tượng gì lắm. Nhưng mà chỉ thấy cô bé là rất là hiền và nhút nhát. Thật sự là nhút nhát. Nhưng mà khi hỏi thăm về cái bản thân cô này thì nói là con là nhà con một. Đó thì thành ra là mình thấy là nhà con một là đã có thường là người ta nói là nhà con một là được cưng chiều lắm. Cho nên là mình nói thôi chết rồi. Thôi cô nàng này mà được cưng chiều là về làm dâu mình thì cũng hơi bị mệt đây. Thì một ngày nọ thì đang dẫn chương trình thì nhận được một cuộc điện thoại của con trai. Mẹ ơi, bây giờ làm sao? Thoa nó đau bụng quá mà bây giờ con không biết làm như thế nào. Mà bây giờ thì không về bên nhà mẹ nó, coi như là mẹ của cô bé này thì ở cũng gần, nhưng mà tại vì cô này đau quá thì mới kêu gọi điện cho con trai là con chở ngay bé Thoa đi bệnh viện xem như thế nào. Thì khi đưa đi bệnh viện thì bệnh viện tư người ta mới báo một cái kết quả. Thì khi con trai nó gọi lại thì hơi bị giật mình, báo cô bé này là thai ngoài tử cung. Thì bệnh viện nó lại kêu là thôi bây giờ đi về nhà đi rồi sáng mai nhập viện. Nhưng mà với một cái kinh nghiệm của mình thì tôi không cho về nhà. Tôi bắt là con trai tôi phải chở cô bé này lên bệnh viện gia đình. Sau đó nhập viện thì khi tôi làm hết chương trình xong thì gần 12 giờ tôi vào bệnh viện thì hỏi thăm bác sĩ. Thì bác sĩ quyết định là sáng ngày mai mổ. Thì sau khi mổ ra thì nói chung là mình thấy là cô bé này có những cái thiệt thòi. Thành ra là cũng qua nhà gia đình nói chuyện rồi hai bên gặp nhau rồi cho hai bé về sống với nhau. Nghe kể chuyện mẹ, nghe mẹ chồng nói chuyện xúc động ha. Riêng chị thì chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Dạ lần đầu tiên về em thấy mẹ cũng dễ, mẹ làm cái ngành MC á cũng thoải mái và nhiều cá lắm cho nên em cũng thích. Nhưng mà cách mà mẹ đối xử như thế thì chắc chắn sẽ tạo ấn tượng ngay từ lúc ban đầu. Đúng không? Nói chung là con dâu này á thì nó cũng dễ dạy. Với lại vấn đề thì mẹ chồng này cũng thoáng nhưng mà cũng rất là khó. Nhưng mà có cái là điều là mình sống không có gia trưởng, cho nên là cô bé này mới làm dâu được. Còn nếu mà cô bé này về một cái gia đình mà ta gọi là gia trưởng thì không thể nào làm dâu được. Với lại là bản thân của tôi cũng là một đứa bé mồ côi. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng bằng chính bản thân mình để cảm hóa cô bé này. Vì mình thương con thì mình phải thương dâu. Thành ra thôi dạy cố từ từ. Có nhiều lúc tức lắm, tức điên luôn. Có một cái sự cố như vậy nè. Mà giận đuổi hai vợ chồng đi luôn. Từ luôn, nhắn coi như là Facebook của cô kết với mẹ chồng cắt luôn. Zalo chặn luôn, điện thoại chặn luôn. Gì mà dữ vậy? Là vì con trai thì cái tánh nó rất là ham vui. Thì cái lần đó là đi show Cần Thơ. Thế là ở nhà nàng ta giấu coi như là có một cái sự việc là chồng thì nghe lời bạn bè. Thế là lấy đồ của nhà, tài sản của gia đình là một chiếc xe. Thì nói chung là nhà thì có camera.
Thì nói chung là khi nhìn về thì không thấy xe đâu, hỏi gọi điện về, Thoa ơi cái xe mẹ đâu rồi? Nói con cũng không biết nữa. Hỏi ủa mẹ cất chìa khóa rồi, sao chồng con lấy được? Con không biết mẹ ơi, con thấy chồng con lục tung cái nhà hết trơn à. Cái nói, suy nghĩ nó ủa sao kỳ ta. Cái mà đang đi show Cần Thơ thì sao về được, phải bắt buộc hay ngày mai mới về. Ngày mai về thì hai anh chị đi mất tiêu, khóa cửa luôn, cầm chìa khóa nhà luôn. Gọi điện thoại cho cô này thì nói, mẹ ơi chồng con giữ chìa khóa đó, tí mẹ về mẹ gọi chồng con mở cửa mẹ vô. Ôi cứ ghi về gọi anh cũng không bắt máy, gọi chị cũng không bắt máy. Đến hồi phải đi ra ngoài tiệm kêu thợ sửa khóa, người ta về người ta sửa khóa. Thì ra kêu nó là em ơi vô mở giùm chị cái cửa. Cái anh chàng sửa khóa đó, anh mới nói chứ, có phải là cái nhà ngày hôm qua mất chiếc Vision không? Trời ơi, mặt mày tái mét luôn, Quỳnh Linh lên lọc biết không? Tức, nghĩ giận á, giận. Thế tự nhiên nghe tới đó, hai hàng nước mắt tuôn. Nói chung là tức lắm. Về mở cửa, mở khóa xong vô nhà. Thì mấy ngày sau con trai nó mới nhắn một cái tin là mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con. Một lần này con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Con cũng không biết là tại sao con lại làm điều đó. Nhưng mà thật sự lúc đó mình giận con một, nhưng mà giận dâu tới 10. Là vì mình thương mình mới giận. Là mình nói là tại sao lúc đó không gọi điện báo cho mẹ. Mặc dù cô này rất là sợ chồng. Thì mới nói là con làm như vậy mẹ không còn cái gì để nói với con nữa. Từ bây giờ trở đi vợ chồng con bước ra ngoài sống, cuộc sống của vợ chồng con như thế nào thì vợ chồng con tự chấp nhận. Thì nói chung là hai vợ chồng cũng lầm lũi cũng đi về bên ngoài. Nhưng mà sau 1-2 tháng thì nói chung cái lòng làm mẹ mà thì cũng không có gia đình, thật sự là sống ở đây bơ vơ lắm, không có người thân, nên là thôi đó là tự mình làm mẹ thì mình cũng lại gọi điện cho các con lại. Vì mình nghĩ tới hai đứa cháu nội cũng còn quá bé. Và nói chung là cô này thì con một được cưng chiều, cho nên là cũng có nói với Suja là vấn đề như vậy như vậy. Thì cũng thông qua chương trình lần này thì cũng cảm ơn là chương trình đã cho tôi đến với chương trình. Thì chỉ muốn gửi gắm cho cô con dâu này và đứa con trai, nhất là con dâu, thật sự nó rất là thương chồng, rất là hy sinh cho chồng. Có những đôi lúc nó rất là bực mình, nói là thôi bây giờ con bỏ con trai mẹ đi. Nhưng mà nhiều khi cô này cũng tội lắm, cũng nói là thôi con bây giờ chồng con làm cái gì con không quan tâm nữa. Nhưng mà sự hy sinh của cô con dâu rất là lớn, chỉ thương được một cái nước đó. Rất là thương. Chồng rất là nóng tính và chồng rất là giống như là bản thân tôi không sống một cái cách gia trưởng, nhưng chồng rất là gia trưởng. Mà chính bản thân tôi cũng rất là bực mình. Nhưng sao cô không giảng hòa, cô không nói với con trai mình, dạy con trai mình, mà tại sao lại suối là con dâu bỏ con trai mình luôn? Không phải, nói chung là cũng giống như mình thấy con trai mình cũng quá đáng. Nên là thực sự là cô bé này á, cô không có một cái giống như là một cái bản lãnh của người phụ nữ. Không phải là nam nữ bình quyền, nhưng mà mình phải có những cái của riêng mình. Nhưng cô bé này sống giống như là thụ động đó. Tất nhiên là giống như thể phong kiến ngày xưa mà chồng chúa vợ tôi á, chồng sai đâu là chạy đó, chồng sai đâu là đánh đó. Thì thành ra là mình cũng là một người phụ nữ tự lập, cho nên là mình cảm nhận là mình thấy là thôi hay là để giải thoát cho cô bé này đi. Có khi nào cô kêu con trai cô ra cô nói thẳng những cái vấn đề này không? Cô nói, cô nói cả hai vợ chồng. Cô nói và nó cũng hứa. Và sau cái lần vừa rồi thì nó cũng đã hứa và nó cũng đã có cái thay đổi. Chị có điều gì muốn nói với mẹ không? Em cũng biết lỗi, em xin lỗi mẹ. Em cũng biết lỗi, em cũng thay đổi, em sẽ trưởng thành hơn. Không phải như vậy nữa. Không để phải mẹ phải lo lắng về nhiều. Em muốn nói với chồng gì không? Em Em muốn nói với đi. Chồng em muốn nói với chồng gì đi, chồng đang xem chương trình đó. Thì em muốn chồng thay đổi tính tình lại. Tính tình của chồng hiện giờ sao? Cũng nhờ chương trình, nói chung là cũng thay lời con dâu.
thì cũng mong là con trai mình sẽ thay đổi trong cuộc sống để người vợ mình nó sẽ yên tâm để nó dạy dỗ hai đứa con trai nên người. Vì cái sự hy sinh của đứa con dâu mình cảm thấy nó quá lớn. Thực sự trong câu chuyện này Linh thấy rằng á, là đúng là cô con dâu cũng còn nhiều cái tâm sự, nhiều cái trăn trở đối với chồng. Chồng, tôi nghĩ rằng hiện nay chồng em ấy đang xem chương trình, chúng ta cũng phải thay đổi để cho mẹ được hạnh phúc, để cho vợ được hạnh phúc và cả gia đình êm ấm, đúng vậy không cô? Mẹ mong con sẽ thay đổi để bản thân vợ con là người chung sống với con, để hai đứa con ở nên người. Còn riêng bản thân mẹ thì mẹ cũng không sống với tụi con được bao nhiêu lâu. Mong muốn cuối đời của mẹ là con hãy thay đổi, hãy yêu thương vợ và yêu thương những đứa con của con. Câu chuyện tạm thời kết thúc nhưng phía sau nó vẫn còn những cái trăn trở. Hy vọng rằng với những cái lời nói của cô với con trai mình, hy vọng rằng với hình ảnh của vợ với người chồng đang xem truyền hình sẽ có những thay đổi tích cực hơn. Mong rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhận được tin tức gia đình vui hơn, hạnh phúc hơn. Xin gửi tặng gia đình một kỷ niệm. Chúc gia đình hạnh phúc. Chúc cô thật nhiều sức khỏe nha. Thôi hai mẹ chồng con dâu ôm nhau đi. Nào. Đó, con trai nhìn nha. Nhìn mẹ ruột mình với vợ mình đấy.